tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Bến Tre trang trọng tổ chức lễ kỷ niệm 78 năm cách mạng tháng 8 thành công, 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2023 và quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2 tháng 9 năm 1945, 2 tháng 9 năm 2023, 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, 55 năm ngày Bến Tre được tặng danh hiệu Anh Dũng Đồng Khởi Thắng Mỹ Diệt Ngụy 2 tháng 9 năm 1968, 2 tháng 9 năm 2023. Đến dự có lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ ngành trung ương là những người con quê hương Bến Tre, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Bến Tre qua các thời kỳ, cùng quý mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động. Tại buổi lễ, ông Trần Ngọc Tam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre đã ôn lại những ngày tháng hào hùng của lịch sử cách mạng. Cách đây 78 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân cả nước đã đồng loạt đứng lên tiến hành cuộc khởi nghĩa giành chính quyền. Thắng lợi vĩ đại của cách mạng tháng 8 là thắng lợi của tinh thần yêu nước và sức mạnh đoàn kết, đại đoàn kết toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cách mạng tháng 8 năm 1945 là cuộc cách mạng vĩ đại nhất trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc Việt Nam trong thế kỷ 20, đã đi vào lịch sử như một mốc son chói lọi. Thắng lợi của cách mạng tháng 8 và việc thành lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa vào ngày 2 tháng 9 năm 1945 tạo ra thế chuyển xoay toàn bộ vận mệnh của đất nước và dân tộc. Cùng nhân dân cả nước, nhân dân Bến Tre đã dùng lên giành chính quyền về tay nhân dân vào lúc 17 giờ chiều ngày 25 tháng 8 năm 1945. Ngày 26 tháng 8, Ủy ban Nhân dân Cách mạng tỉnh Bến Tre làm lễ ra mắt đồng bào, chính quyền cách mạng nhân dân được thiết lập trên toàn tỉnh. Ở Bến Tre, theo kế hoạch của Ủy ban khởi nghĩa, đêm 23 tháng 8, khắp nơi trong tỉnh đã trương biểu ngữ phát truyền đơn của Ủy ban khởi nghĩa kêu gọi nhân dân lật đổ chính quyền vùng dình, thiết lập chính quyền cách mạng. Ngày 25 tháng 8, tỉnh ủy ra lệnh cấp tốc khởi nghĩa giành chính quyền. Với sức mạnh quật khởi, lực lượng quần chúng khởi nghĩa mà nòng cốt là đảng viên, cứu quốc quân, hội viên nghiệp đoàn, nông hội, thanh niên tiền phong nhất tề xông lên giáo giới mát tầm dông, bao vây chiếm trại bảo an, buộc chúng phải đầu hàng. Trước khí thế tệ ngửa của quần chúng, quân Nhật và tay sai hoàn toàn tê liệt, không dám chống cự. Tỉnh trưởng Phạm Văn Chỉ đầu hàng, chính quyền về tay nhân dân lúc 17 giờ chiều ngày 25 tháng 8. Thắng lợi của cuộc khởi nghĩa ở thị xã Bến Tre có ảnh hưởng quyết định đến cuộc khởi nghĩa ở các huyện. Cùng ngày, các cuộc khởi nghĩa ở Mỏ Cày thắng lợi. Đêm 25 rạng 26 tháng 8, cuộc khởi nghĩa tiếp tục giành thắng lợi ở thành phố Ba Tri, Châu Thành. Cuộc tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945 trên toàn tỉnh đã thắng lợi hoàn toàn. Thắng lợi của cách mạng tháng 8 năm 1945 đã kết thúc 15 năm đấu tranh gian khổ của Đảng bộ và nhân dân Bến Tre. Từ chỗ nhiều lần bị địch khủng bố, đàn áp quyết liệt, phải hoạt động bí mật, nhưng với ý chí không ngại hy sinh gian khổ, phấn đấu cho sự nghiệp cách mạng, khi thời cơ đến, cùng với nhân dân nổi dậy giành chính quyền. Sau ngày thắng lợi vĩ đại của cuộc tổng khởi nghĩa cách mạng tháng 8, ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập khai sinh nhà nước Dân Chủ Cộng Hòa, nay là nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Ngày 2 tháng 9 trở thành ngày hội lớn của cả dân tộc, ngày quốc khánh nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Trong kháng chiến chống Mỹ, Bến Tre tiếp tục lập nên những chiến công đi vào lịch sử, đó là thắng lợi của cuộc đồng khởi năm 1960. Hưởng ứng lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng Giêng năm 1960, Đảng bộ và nhân dân Bến Tre nhất tề nổi dậy làm cuộc đồng khởi long trời lở đất với phương châm hai chân, chính trị vũ trang và ba mũi, chính trị quân sự binh vận, giành thắng lợi vang dội. Những kết quả chiến công từ đồng khởi năm 1960 đến tổng tiến công Xuân Mậu Thân năm 1968, Đảng bộ, quân và dân Bến Tre tự hào là quê hương đồng khởi, xứng đáng được Bộ Chỉ huy miền quyết định tặng thưởng cờ danh dự mang dòng chữ Anh Dũng Đồng Khởi Thắng Mỹ Diệt Ngụy. 55 năm qua, tự hào với tám chữ vàng Anh Dũng Đồng Khởi Thắng Mỹ Diệt Ngụy, Đảng bộ và nhân dân Bến Tre càng quyết tâm nỗ lực nhiều hơn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng quê hương. Trải qua 75 năm, nhìn lại phong trào thi đua của tỉnh Bến Tre đã đạt được nhiều thành tựu rất đáng khích lệ và rất đáng trân trọng. Bến Tre đã được nhà nước tặng thưởng huân chương sao vàng. Ba đơn vị địa phương có hai lần được tặng danh hiệu anh hùng.
anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động thời kỳ đổi mới. Đó là xã Diệu Phú Tân của Mỏ Cày Bắc, xã Thạnh Phước của Bình Đại, xã Châu Bình của huyện Dầu Trơm và hàng chục đơn vị cá nhân anh hùng, hàng ngàn tập thể cá nhân, tập thể lao động xuất sắc, chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, cấp huyện và cấp cơ sở. Thay mặt tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Bến Tre, nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, tôi xin trân trọng ghi nhận công lao và nhiệt liệt biểu dương những tập thể cá nhân đã đạt được những thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước trong thời gian qua. Những thành tích đó đã góp phần to lớn không chỉ đối với sự nghiệp phát triển của địa phương mà còn đóng góp to lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Để tiếp tục phát huy tinh thần đồng khởi, tỉnh Bến Tre đã phát động phong trào thi đua đồng khởi mới, ý thức được tầm quan trọng của thi đua trong công cuộc xây dựng phát triển quê hương đất nước. Nhiều tập thể cá nhân đã quyết tâm phấn đấu, đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được giao, tiếp tục lan tỏa và phát huy các giá trị tốt đẹp vào trong đời sống xã hội, xứng đáng được tuyên dương khen thưởng. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng về nhiệm vụ quốc phòng và an ninh. Xác định đây là nền quốc phòng toàn dân, lực lượng vũ trang nhân dân là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên. Luôn quán triệt cho toàn thể cán bộ chiến sĩ một lòng tuyệt đối trung thành với Đảng, nhà nước và nhân dân, giữ vững và phát huy truyền thống anh hùng mà các thế hệ cha anh đã dày công vun đắp, đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục quốc phòng toàn dân, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho các đối tượng, nâng cao nhận thức về đường lối, quan điểm của Đảng đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, chú trọng giáo dục truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc, tự hào về quê hương đồng khởi anh hùng, khơi dậy khát vọng thực hiện thắng lợi phong trào thi đua đồng khởi mới trong lực lượng vũ trang tỉnh bằng những hành động thiết thực hiệu quả. Bằng nhiều giải pháp, cách làm, xây dựng mô hình thiết thực, đổi mới hình thức phù hợp với thực tiễn, đáp ứng được với yêu cầu từ các phong trào cán bộ, hội viên phụ nữ có sự hiểu đúng, nhận thức sâu, đồng thuận cao, tích cực tham gia hưởng ứng thực hiện. Đồng thời, qua đó xây dựng, nhân rộng hàng ngàn điển hình tiên tiến. Từ đó, việc triển khai thực hiện phong trào thi đua trở thành nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt, từng bước đưa phong trào thi đua vào trong hoạt động, vào đời sống của hội viên phụ nữ. Với tinh thần cách mạng tháng 8 và quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cùng tinh thần đồng khởi, toàn đảng bộ, toàn quân và dân Bến Tre sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào đồng khởi mới, biến tinh thần anh dũng đồng khởi trong đấu tranh giải phóng dân tộc thành phong trào đồng khởi trong phát triển kinh tế xã hội. Xem đây là điểm nhấn quan trọng trong thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 11, đưa Bến Tre trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long vào năm 2025 và của cả nước vào năm 2030, góp phần thực hiện thành công nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ 13 của Đảng. Cũng tại lễ kỷ niệm, Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho nhạc sĩ Võ Đăng Tín với thành tích đạt giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật với tác phẩm Ký ức đồng khởi. Ngoài ra, Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định khen thưởng cho 75 tập thể cá nhân điển hình tiên tiến đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc qua 2 năm thực hiện phong trào thi đua yêu nước tỉnh Bến Tre giai đoạn 2021-2025.